Thưa các anh chị, đến hôm nay thì có thể nói rằng chỉ đến khi ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế bị vô hiệu hóa và bị bắt thì dịch Covid-19 mới chung xuống và người Sài Gòn mới bớt chết. Vì sao chúng tôi nói như vậy? Chúng tôi xin dẫn ghi chép rất chi tiết của tác giả Nguyễn Tấn Thọ như là bản cáo trạng âm hồn dành cho Nguyễn Thanh Long, chừng như những xác người thân của chúng ta trong công tơ nó đông lạnh. Cửa mình đòi sự công bằng, thưa các anh chị. Câu cửa miệng của thưa anh chị, chúng tôi xin dẫn chứng ý kiến của tác giả Nguyễn Tấn Thọ và sau đó là ý kiến của chúng tôi. Câu cửa miệng của tư lệnh ngành y Nguyễn Thanh Long trong mùa dịch thảm khốc 2021 là truy vết, xét nghiệm và xét nghiệm thần tốc. Thần tốc, xét nghiệm là then chốt. Nay thì cuộc điều tra truy vết đã xong, sự nghiệp thần tốc xét nghiệm của ông ta và đã công bố số liệu cuối cùng. Làm báo, tôi đây là tác giả Nguyễn Tấn Thọ, luôn tâm đắc với lời dặn các tiền bối tài năng không bằng tài liệu. Nay tôi dựa trên kết quả mà cơ quan điều tra đã công bố là một cuộc đào mộ, cuộc chết thảm tập thể vì dịch năm 2021 bằng cách đối chiếu trang chát những gì thực tế xảy ra và hành vi của Bộ trưởng trùng thời điểm. Tức là tác giả Nguyễn Tấn Thọ đưa ra phương pháp là ghi chép thảm kịch mà người dân cả nước và thành phố Hồ Chí Minh phải chịu đựng. Nó trùng hợp với những thời điểm mà ông Nguyễn Thanh Long nhận tiền của Phan Quốc Việt và thúc đẩy toàn ngành toàn nước này vào công cuộc ngoái mũi và từ đó có thể dẫn tới lây lan tập trung dân dân và dân dân. Và chúng tôi sẽ phân tích vai trò của ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ông Vũ Đức Đam và những thiệt hại mà đất nước phải chịu trong một bài nói chuyện gần đây nhất. Còn hôm nay chúng tôi xin dành thời gian cho tác giả Nguyễn Tấn Thọ và ông Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long. Xử lý công việc là nguyên nhân chính khi ông Long yêu cầu việc nộp tiền. Sau 4 lần xử lý công việc, Long thu được 2,25 triệu đô la. Đó là vào lần thứ nhất tháng 12 năm 2020, Phan Quốc Việt xách theo một túi vải chứa 200.000 USD đến nhà ông Nguyễn Quỳnh, Phó trưởng phòng quản lý giá Cục Quản lý Dược Bộ Y tế nhờ đưa cho Long. Lần thứ hai, trước Tết Nguyên Đán 2021, ông Long chỉ đạo Quỳnh liên hệ với Việt đề nghị Việt đưa thêm 1 triệu đô la, 1 triệu USD xin lỗi để xử lý công việc. Ba, ngày 29 tháng 6 năm 2021, ông Việt tiếp tục đến trụ sở Bộ Y tế gặp ông Long để bàn việc sản xuất vaccine phòng dịch Covid-19 theo chủ trương của chính phủ. Sau khi nói chuyện được khoảng 15 phút thì ông Việt lấy một túi vải bên trong chứa 50.000 USD đưa cho Long. 4. Khoảng đầu tháng 11 năm 2021, ông Long tiếp tục nhắn tin giao thư ký đề nghị ông Việt chi kinh phí để xử lý công việc. Việt đi ăn tối với ông Quỳnh và đưa Quỳnh cái túi chứa 1 triệu đô. Ngay sau đó, Long gọi điện cho Quỳnh đến đón ở khách sạn Đi Vua Hà Nội. Ông Quỳnh chở Long về nhà và giao tiền. Đối chiếu, khi ông Long nhận tiền thì tình cảnh chết chóc của người dân Sài Gòn. Trích sổ tay của Nguyễn Tấn Thọ bắt đầu trích từ ngày 29 tháng 6 bùng dịch. Ngày 28 tháng 6 năm 2021, con 5 tuổi, con đang đi cách ly, con không được ở nhà trẻ nữa, con phải đi cách ly tập trung. Dịch bùng mạnh, người Sài Gòn ơi cố lên, nhưng số tử vong ơi hãy cố xuống. Chiều qua, Sài Gòn có thêm 667 ca dương tính. Chiều 29 tháng 6 năm 2021, đi chợ chiều Tân Định, thấy tiểu thương hớt hải, mua đi cô, giá bao nhiêu tôi cũng bán, dớt dát đồng nào hay đồng đó, vì mai chợ cấm bán rồi, cô ơi. Đuối, nhà nước đang dốc hết sức lực và chi phí để truy vết xét nghiệm, cách ly, phong tỏa. Từ 31 tháng 5, thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu phong tỏa quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, quận 12. Sau đó trên mặt báo chính thống cứ đăng toàn tuyên bố của cấp cao nhất Bộ Y tế và cả chính phủ, thần tốc xét nghiệm là giải pháp then chốt. Khi phường đến giăng dây, cả khu phố nhà tôi náo loạn, ai nấy nhìn nhau không biết gì hết. Ai trong xóm dính Covid giăng dây phạm vi tới đâu, chỉ bếp nhà tôi bay xuống bếp quăng liền mớ bún khô vô thau nước chép viện. Từ nay mì gói bún khô dài dài. Bờ kè chỗ thở duy nhất của chúng tôi đã bị giăng dây đầu giải cọc. Sáng nay bắt đầu giăng dây gan băm nát từng khoảng 1 mét. Có những người vẫn lao ra đường dù bị cấm, nhiều toán làm công tác xã hội vẫn tìm mọi cách đến cứu trợ dân đói ở các khu phong tỏa và những toán bảo vệ trật tự mỗi mòn ngày đêm canh giữ dân. Ngày 1 tháng 8 và gom dân lại mất trật tự, thiếu vệ sinh và đói, rồi ngồi nhỏ nhau không biết làm gì khi y tế bị quá tải, dân bị tự tù đã cạn kiệt, người bệnh,
Người bị bệnh nền hoàn toàn bị bỏ rơi vì phải tập trung chống dịch Covid-19, họ lăn ra chết. Cái thành phố không bao giờ ngủ này vẫn bị phong tỏa tô màu. Chỉ có những khu có màu xanh màu vàng mai ra có thể cự quậy được, còn thì không ai làm ăn gì được hết, bất động cho đến ngày 1 tháng 10. Mùng 1 Tết đúng là vui chơi Tết vì được tháo tù sau 4 tháng. Láng giềng tôi đốt pháo bông bất chấp công an khu vực đứng xa xa nhìn và cũng chẳng phạt. Cuộc sống sau 4 tháng tự tù dĩ nhiên rất thời chiến và dày nét chính. Ngoái mũi vẫn được khuyến khích không hiểu vì sao. Cho các bệnh viện chữa bệnh, nền cho dân, tháo rào chậm từ từ. Đi lại dân Sài Gòn ở tâm dịch, đi tỉnh phải có điều kiện dân dân và nhân dân rất khó khăn. Thế mà trời ơi, bây giờ mới biết đầu tháng 11 năm 2021, ông Long tiếp tục nhắn tin giao thư ký đề nghị ông Việt chi kinh phí để xử lý công việc. Và lần thứ tư này, ông tiếp tục lấy thêm 1 triệu đô la nữa. Ông xử lý rất gấp rút. Và nếu 3-4-7 ngày sau, vụ án bị khởi tố. Như vậy rất nhẹ nhàng, người tư lệnh mẫn cán của ngành, người hét ra lửa, buộc thành phố Hồ Chí Minh phải tuân thủ 100% phác đồ điều trị chết chóc. Lúc đó mới dừng tay, thành quả là 51 tỷ đồng. Thưa các anh chị, tác giả Nguyễn Tấn Thọ đã thống kê chi tiết cho chúng ta thấy rằng cứ sau mỗi lần ông Long nhận tiền là ông thúc đẩy thành phố Hồ Chí Minh là nơi có người dân nhiều nhất ngoái mũi và cách ly tập trung. Thưa anh chị, tác giả Nguyễn Tấn Thọ, trước khi chúng tôi nêu ý kiến của mình, tác giả Nguyễn Tấn Thọ, tôi xin dẫn ý kiến của tác giả Nguyễn Tấn Thọ tiểu kết bài viết của mình. Đằng sau những chiếc túi đen, những chiếc cặp bí ẩn, những phòng lạnh khuất mắt và những chỉ thị không thể hùng hồn hơn, bây giờ chúng ta nghe bài đồng ca của tử thần đang bốc lên hơi lạnh giá băng của những container chật cứng, xác hòa lẫn tiếng sột soạt đếm tiền đô la, từng sắp mới cáo mùi tử thi và mùi tiền. Xử lý chúng thế nào, hơn 4 vạn người chết oan sẽ đòi mạng. Còn những ai thiết tha với thể thế này, công việc ta phải xử lý và xử cho đúng tội những kẻ đã xử bắn niềm tin của người dân vào thể chế. Hết trích. Thưa quý vị, tôi xin cảm ơn tác giả Nguyễn Tấn Thọ đã có những thống kê chi tiết như thế. Và một tác giả khác tên là Tiến Long ở Báo Tuổi Trẻ cũng có những dẫn chứng chi tiết như thế để chứng minh rằng mỗi lần Bộ Long nhận tiền ra những chỉ thị thì giả những chỉ thị quyết liệt hơn và dồn người dân Sài Gòn vào chỗ chết. Thưa các anh chị, chúng tôi nói thẳng như thế. Vì sao chúng tôi mạnh bạo nói như vậy? Thưa các anh chị, thành phố Hồ Chí Minh lần này chúng tôi một lần nữa, chúng tôi đã nhiều lần nêu lên diễn đàn công khai bóp đít rồi, chúng tôi là cứ khách công dân rất hoan nghênh và ủng hộ thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là ông bí thư thành ủy Nguyễn Văn Nên đã có những quyết sách thích hợp rất dũng cảm, đi ngược lại chủ trương của ông Vũ Đức Đam và ông Nguyễn Thanh Long trong việc xử lý dịch Covid-19. Chúng ta nên nhớ như thế này: khi dịch có dấu hiệu bùng phát và chưa có xử lý bằng vaccine, thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị tạm dừng khai giảng năm học mới. Nhưng Bộ Y tế vẫn kiên quyết khai giảng, Bộ Giáo dục vẫn kiên quyết khai giảng, dẫn tới hậu quả như chúng ta đã thấy là dịch có điều kiện bùng phát. Và khi thành phố đã nhận thức ra rằng xét nghiệm là biện pháp vô ích, và chúng tôi sẽ có một bài nói chuyện đầy khoa học và chi tiết sau, thưa các anh chị, 7 ngày sau mới có kết quả, thì trong vòng 7 ngày đó như thế nào, đã lây lan tiếp tục rồi, dân dân và nhân dân, tức là có những cái giải trình về khoa học chứng minh rằng việc xét nghiệm là không có hiệu quả trong thời đoạn đó nữa. Và cách ly tập trung, ông Nguyễn Văn Nên đã nói rằng rồi, cách ly tập trung và ngồi nhìn nhau không biết làm gì. Tức là xét nghiệm không có hiệu quả khi mà kết quả nó kéo dài. Kết quả để trả kết quả, thời gian để trả kết quả kéo dài. Và thời gian đó đủ để người ta, nếu có bệnh thật sự, người ta sẽ lây nhiễm qua nhiều người khác rồi. Thứ hai nữa, chúng ta không có thuốc điều trị Covid-19. Vậy thì cách ly tập trung để làm gì? Thì vào đó những người có bệnh nền sẽ lây chéo lẫn nhau. Và người chết, người tử vong nhiều ở thành phố Hồ Chí Minh là lý do đó. Chúng ta thấy rằng những container đông lạnh sát người chưa bao giờ có trong lịch sử đất nước Việt Nam này, là phải nằm chờ nhau xếp hàng để đưa vào lò thiêu. Và chúng tôi có một số người bạn là chủ tiệm bán hòm, người ta phải khóc vì thấy những cảnh đó. Thưa anh chị, người ta bán hết cả hòm rồi, đáng lẽ phải vui nhưng không có vui được. Có gì đâu mà vui, phải không? Kinh thật là kinh khủng. Nhưng Nguyễn Thanh Long vẫn kiên quyết
vẫn kiên quyết, thưa các anh chị, kiên quyết ngoái mũi đến cùng, tập ly tập trung đến cùng. Và chỉ đến khi thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến rất quyết liệt, Tổng Bí thư có ý kiến, Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc, Bộ Công an anh Tô Lâm vào cuộc, C03 vào cuộc và bắt Nguyễn Thanh Long, thì công cuộc ngoái mũi mới dừng lại. Nếu không bắt Nguyễn Thanh Long, chúng tôi cho rằng sự tan phá về sức khỏe của dân tộc này sẽ còn rất nhiều nữa, thưa các anh chị. Mà chúng tôi sẽ có một bài nói chuyện về những sai lầm của những cá nhân trong chính phủ như thế nào về công phòng chống dịch Covid-19 và đã được phát hiện từ thành phố Hồ Chí Minh như thế nào. Thưa các anh chị, là tình thế lúc đó rất khó khăn. Những nhà báo, những to soạn, những KOL nào có ý kiến, dù chỉ là phân tích khách quan thôi, thì vẫn sẽ bị một cuộc chiến truyền thông trù dập, quy cho là thế lực thù địch, và có những cái đầu dơ, tim dơ, tay dơ, ngòi bút dơ, viết lên những bài tấn công vào những tiếng nói khách quan và lương tri đó, kể cả họ là cán bộ cũng vẫn bị tấn công, và thành phố Hồ Chí Minh cũng bị tấn công khi bảo vệ những quan điểm mới về phòng chống dịch Covid-19. Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng việc xét nghiệm không cần thiết nữa rồi, cách ly tập trung không cần thiết nữa rồi, bởi vì vaccine đã phủ rộng, miễn dịch cộng đồng đã có. Đấy là ý kiến của thành phố Hồ Chí Minh, và ý kiến đó cùng với việc Trung ương bắt Nguyễn Thanh Long đã ngăn chặn lại làn sóng chết chóc đe dọa sự tồn vong của thành phố này. Không chỉ là sức khỏe đâu, về kinh tế, phong tỏa mãi thì thành phố sẽ chết và cả nước sẽ chết theo. Tôi nói như thế để các chị thấy mức độ tàn phá của nhóm lợi ích này là như thế nào, và cần thiết phải truy đến cùng trung cuối là ai. Nếu đó không phải là Nguyễn Thanh Long thì đó là ai, và xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Nguyễn Thanh Long cũng vậy, phải xử lý với một bản án xứng đáng. Chúng tôi không phải là tòa án, chúng tôi không dám yêu cầu mức án nào cả, chỉ đề nghị xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Và thưa các anh chị, mà chúng ta chờ xem coi phiên tòa sắp tới về vụ Việt Á sẽ như thế nào. Ngoài Nguyễn Thanh Long ra, còn những ai phải chịu trách nhiệm hay không? Nhưng có lẽ rằng không có điều gì có thể trả lại cho người dân Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh và người dân cả nước sự công bằng đâu, thưa các anh chị. Người thân chúng ta mất đi thì làm sao sống lại được, phải không? Sức khỏe của chúng ta mất đi làm sao lấy lại được. Sức khỏe người thân của chúng ta cũng vậy. Nên kinh tế thành phố Hồ Chí Minh bị phong tỏa nghiệt ngã như vậy, khắc nghiệt như thế, sụp đổ như thế, suy yếu như thế, biết bao nhiêu năm mới lấy lại được. Tội lỗi của ai vậy, thưa các anh chị? Người dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ biết làm thôi. Nhiều người đến thành phố Hồ Chí Minh chơi, Hà Nội vào, Đà Nẵng vào, nói thành phố Hồ Chí Minh sao dân ăn nhậu nhiều quá. Thưa các anh chị, không nhậu thì làm gì? Thành phố chúng tôi có gì đâu để vui chơi giải trí, ngoài phố đi bộ bé xíu như thế, so với Đà Nẵng thua xa lắc, mấy chục, mấy trăm, cả trăm cái khu vui chơi giải trí. Hà Nội, tất cả tỉnh thành phố khác cũng có vậy. Thành phố có gì đâu. Người dân thành phố chỉ có làm, nộp ngân sách, tự nuôi sống mình và hỗ trợ cả nước, tạo công ăn việc làm cho cả nước. Và chúng tôi phân tích nãy giờ không phải là phủ sạch công lao của ngành y, người đứng đầu là như vậy, nhưng mà những tình nguyện viên, những y bác sĩ thì như thế nào, những chiến sĩ quân đội thì như thế nào, hỗ trợ người dân thành phố Hồ Chí Minh như thế nào trong mùa dịch. Tất cả người thành phố Hồ Chí Minh đều ghi nhớ và mang ơn điều đó. Chúng tôi vẫn nhớ một clip một cái chiếc xe bán tải không mua phía sau chở những cô tình nguyện viên, và có những đoàn xe đuổi theo, người ta hỏi ai đó, các cô trả lời chúng em là tình nguyện viên Bạch Mai, rồi họ phóng xe theo trao cho những chiếc áo mưa giả chiến và những ổ bánh mì, một cái tình cảm thật là nồng ấm, san sẻ nhau trong khung cảnh chết chóc như vậy, thưa các anh chị. Trong lúc hàng triệu tình nguyện viên, y bác sĩ, hàng triệu chiến sĩ bộ đội, công an và nhân dân cả nước lao ra chống dịch, đem chính tính mệnh và sức khỏe của mình ra để bảo vệ cộng đồng, thì có những người như Nguyễn Thanh Long đã dàn dựng cả một kịch bản khủng khiếp, đẩy cả dân tộc này vào chỗ chết vì hàng triệu đô la, vì những tiếng sột soạt
của đồng đô la trong vali. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều.